Viện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc đã sưu tập tác phẩm Bên cửa sổ, sáng tác năm 1970. Đây là một trong số những tác phẩm theo phong cách phân chia không gian tĩnh, mà nó còn bao hàm một chút ý thơ. Đây là bức tranh trong số loạt tranh phong cảnh cửa sổ mang một phong thái vô cùng thần bí. Bức tranh này lấy màu vàng làm chủ đạo, phối màu tinh tế, kết hợp với bố cục hình khối xếp chồng lên nhau nhằm phân chia từng mặt không gian. Bức tranh trông có vẻ rất đơn giản và lớp học ở trong trường của ông có không gian giống như thế. Dưới nét vẽ của ông khiến cho không gian 3D biến thành một mặt phẳng, cứ như một thế giới ảo thuật nhuộm đầy hiệu ứng ánh sáng hình ảnh xếp từng lớp lên nhau. Thế giới mà vật thể được liên kết lại chứ không phải chỉ là một không gian xuyên thấu. Cách sắp xếp liên kết bố cục khiến người xem có thể đi vào sâu trong không gian đó. Cho nên tác giả dùng khối màu phẳng để tạo mối quan hệ từng lớp với nhau. Ngoài ra còn sử dụng đường gạch đoạn phương hướng, đường cong, đường thẳng theo góc độ để dẫn dắt hướng nhìn, giúp chúng ta nhìn thấy khái niệm từng lớp xếp trong cùng một không gian. Ông thường vẽ một bình thủy tinh đặt ở góc trái phía dưới bức tranh. Phía trên cũng vẽ một bình thủy tinh và màu vàng là màu nổi bật nhất của bức tranh. Trước kia trong tranh của ông thường xuất hiện một bình hoa khô héo, cánh hoa tàn rơi xuống đất. Trong tranh cũng sẽ nhìn thấy phong cách vẽ từ thập niên 60. Trong tranh có những bông giấy rơi từ trên trần nhà xuống, bông giấy tạo nên cảm giác xoay tròn. Tác giả ngoài ra còn dùng một số đường nét, cho nên thoạt nhìn nghĩ rằng bức tranh đơn giản, cứ như một mặt phẳng thôi mà. Nhưng thực tế, nó được thể hiện bằng rất nhiều tầng lớp. Hơn nữa, nếu hiểu cuộc đời nghệ thuật của ông, hiểu thiết bị trong phòng vẽ của ông, thì mới biết được rằng trong bức tranh này thực ra bao hàm những gì đã diễn ra trong cuộc sống của ông ở phòng vẽ. Có nhiều mục đề quan trọng trở thành nguyên liệu thường được ông đưa vào tranh. Đây là một tác phẩm đáng để suy ngẫm. Nếu chúng ta nhìn chi tiết hơn, đây có vẻ là một bức tranh hoàn thiện. Nhưng một số phần trong tranh có vết xé rách, không phải là xé bỏ, mà là ông cố ý tạo cảm giác cho tranh. Ông thường làm rách hoặc làm mỏng giấy vẽ rồi dùng giấy khác dán ghép lên. Sự sáng tạo của ông rất thoáng, nhìn đơn giản nhưng nhiều chi tiết tích hợp trên một bề phẳng. Cuộc đời của ông đại đa số gắn bó với nhà trường, cho nên tác phẩm của ông thường có đề tài cuộc sống học đường. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc có một bức tranh phong cảnh sân trường thời ông còn trẻ, tuy rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy trong nét vẽ đơn giản và màu sắc đơn thuần là màu ông thường dùng như màu vàng, màu xanh lá, màu trắng, quá lắm là thêm màu xanh nhạt, phối hợp lại với nhau. Phong cảnh đơn giản của sân trường là cả một lâu đài đối với ông, nơi ông sáng tác, nơi ông gặp gỡ với học sinh là một lâu đài vô cùng quan trọng. Trong hình ảnh nhẹ nhàng như vậy đã thể hiện một không gian không có gì có thể thay thế. Học sinh là linh hồn quan trọng nhất cho tranh của ông. Cho nên những bức tranh của Tiêu Như Tùng vào thập niên 70 đã vẽ một loạt tranh về học sinh. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc có sưu tập một bức tranh Hình bóng học sinh là tác phẩm sau này. Thuộc loạt tranh học sinh, đại khái là tác phẩm vẽ vào thập niên 80, là bức tranh có màu sắc rất sạch. Vì bức hình bóng học sinh thường thì sẽ xuất hiện nhiều học sinh, đường nét cơ thể của học sinh chồng lớp lên nhau có cảm giác tạo hiệu ứng tương lai, chẳng hạn như cử động liên tục của người, có người ngồi, đứng hoặc đang vẽ, đang suy ngẫm, từ góc nhìn trực diện hay từ phía sau đều mang lại cảm giác xoay tròn và xếp thành nhiều tầng, giống như cách ông vẽ cửa sổ có nhiều tầng kính. Bây giờ ông vẽ người thành từng miếng giấy cắt, sau đó dùng đường nét xuyên kết lại,
Còn màu sắc thì khiến chúng ta cảm nhận nó không phải cùng một mặt phẳng, cũng không phải cùng một không gian kết hợp lại với nhau. Bức hình bóng học sinh, người trong tranh có thể xuyên thấu nhau. Cho nên trong rất nhiều buổi giảng bài của Tiêu Như Tùng, ông thường nói, ông vận dụng nét vẽ thô động thái cơ thể con người, đưa vào sáng tác của mình. Và cũng có thể nhận ra rằng, từ công việc quan sát học sinh diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, ông đã không ngừng tích lũy tình cảm và vẽ nên những tác phẩm đặc biệt khác người.